vào tháng 10, những người ngắm sao và các nhà thiên văn học trẻ tuổi đang thích thú vì có một danh sách dài các sự kiện thú vị đang xếp hàng. Từ sao Thủy đạt cực điểm vào buổi sáng đến mưa sao băng Draconis, tháng 10 sẽ là niềm vui của các nhà thiên văn học. Dưới đây là ngày tháng và thông tin chi tiết liên quan đến tất cả các sự kiện thiên văn này. Ngày 1 tháng 10, tiểu hành tinh 40 Harmoniac ở đối diện trong tháng này. Một chòm sao phổ biến được gọi là Cetus sẽ xuất hiện. Sự kiện đầu tiên là tiểu hành tinh 40 Harmoniac. Đây là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính có hình tròn đáng ngạc nhiên do các tiêu chuẩn của sao băng. Nó được nhìn đối lập tốt nhất khi mặt trời, trái đất và tiểu hành tinh được chiếu sáng rực rỡ. Ngày 5 tháng 10, đỉnh của mưa sao băng Camelopardalis trong số nhiều chòm sao. Camelopardalis là một trong những chòm sao bị bỏ qua nhiều nhất trên bầu trời đêm. Đây là một chòm sao lớn đại diện cho một con hươu cao cổ. Nó sẽ đạt cực đại vào đêm ngày 5 tháng 10 năm nay. Hơn nữa, Camelopardalis không phải là những con hoạt động tích cực nhất, nhưng trăng non vào ngày này sẽ khiến nó trở thành một đêm hoàn hảo để ngắm sao. Ngày 8 tháng 10, đỉnh của mưa sao băng Draconis, chòm sao bắc bán cầu này sẽ được nhìn thấy gần ngôi sao sáng Vega. Cái tên Draconis Meteor Shower bắt nguồn từ tên chòm sao Draco, loài rồng. Vào ngày này, mưa sao băng được dự báo sẽ đạt cực điểm vì trăng còn khá non. Vì vậy, các triển vọng xem tốt nhất sẽ là trước bình minh hoặc sau hoàng hôn. Ngày 9 tháng 10, sự tiếp cận gần của mặt trăng và sao kim vào ngày này, mặt trăng 3 ngày tuổi sẽ tiếp cận gần với sao kim. Chúng sẽ xuất hiện chỉ cách nhau 2 độ 51 trên bầu trời. Thời gian tốt nhất để xem nó sẽ là khi hoàng hôn mờ dần. Ngày 10 tháng 10, đỉnh của mưa sao băng Nam Taurus, mặc dù có tên là Nam Taurus, trận mưa sao băng này sẽ thực sự xuất hiện ở bắc bán cầu. Nó được đặt tên là Southern Taurus do sự phân tách trong trận mưa sao băng Taurus. Vào ngày này, những người ngắm sao có thể nhìn thấy tối đa 5 sao băng mỗi giờ. Ngày 11 tháng 10, đỉnh điểm của mưa sao băng Delta Origis, những người theo dõi sao sẽ thấy một niềm vui khác khi mưa sao băng Delta Origis sẽ đạt cực đại và có thể nhìn thấy vào đêm ngày 11 tháng 10. Ngày 14 tháng 10, sự tiếp cận gần của mặt trăng và sao thổ vào ngày này, sao thổ sẽ xuất hiện gần mặt trăng. Cả hai thiên thể này sẽ xuất hiện chỉ cách nhau 3 độ 56 trên bầu trời. Ngoài ra, quý đầu tiên của mặt trăng sẽ khiến nó có một triển vọng tốt đẹp. Ngày 15 tháng 10, sự tiếp cận gần của mặt trăng và sao mộc ngày hôm sau, sao mộc sẽ có cơ hội xuất hiện gần mặt trăng nhất. Đêm này sẽ là một cơ hội tốt để nhìn thấy hai vật thể trong hệ mặt trời này ở gần nhau. Ngày 17 tháng 10, Eris ở phe đối lập Eris khổng lồ, xa cách sẽ đạt được phe đối lập vào đêm 17 tháng 10. Nó sẽ xuất hiện sáng trên bầu trời đêm. Ngày 18 tháng 10, đỉnh của mưa sao băng Epsilon Geminis, đây sẽ là thời điểm tốt nhất để ngắm sao băng. Vào ngày này, mưa sao băng Epsilon Geminis sẽ xuất hiện và đạt cực đại với mức cực đại 3 ZSA mỗi giờ. Bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra nó với một hình trăng lưỡi liềm nhỏ bằng sáp. Ngày 21 tháng 10, đỉnh điểm của mưa sao băng Orionis, đây sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong tháng 10 khi các chòm sao Orionis rất dễ phát hiện vì chúng xuất phát từ một điểm trên bầu trời đêm gần chòm sao Orion. Vào đêm này, mặt trăng sẽ nằm trên bầu trời phía nam và sẽ bị giao thoa ánh sáng quá nhiều. Thời gian tốt nhất để xem trận mưa rào Orionis sẽ là 3 giờ 30 sáng trừ 5. 00 sáng theo báo cáo của hướng dẫn du lịch không gian. Ngày 24 tháng 10, sao Thủy đạt đến đỉnh buổi sáng vào buổi sáng. Người ta có thể phát hiện ra sao Thủy khi nó đạt đến điểm cao nhất trên bầu trời. Vào ngày này, sao Thủy sẽ đạt cực đại 17 độ so với đường chân trời phía đông và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngày 24 tháng 10, đỉnh của mưa sao băng Leonis Minoris, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để phát hiện mưa sao băng trong tháng 10. Đừng quên để mắt đến các ngôi sao băng. Ngoài ra, trong những giờ trước bình minh, mưa sao băng Leonis Minoris sẽ xuất hiện và đạt cực điểm trên bầu trời. Trận mưa sao băng này xuất hiện từ chòm sao Leo với ánh sáng điều hòa. Chia sẻ hữu ích nhé!